Cô chào tất cả các em. Trong những tuần qua, các em đã được học nội dung kiến thức của 3 bài 10, 11 và 12. Hôm nay chúng ta cùng làm bài tập để ôn lại những kiến thức đã học nhé. Các dạng bài tập trong buổi học ngày hôm nay bao gồm trắc nghiệm, dùng dạng đúng của từ, viết câu không đổi nghĩa và xếp từ thành câu. Nào bây giờ chúng ta hãy bắt đầu ngay với phần đầu tiên, phần trắc nghiệm. Câu số 1. Chọn giới từ phù hợp để hoàn thành câu. Ở đây chúng ta có 4 giới từ. Các em xem với nghĩa câu số 1 thì giới từ nào sẽ là phù hợp nhất. Number 1. You should wash your hands before meals. Trong câu tiếp theo các em lưu ý có từ yesterday. Yesterday ở đây mang nghĩa là hôm qua và đây là từ chỉ thời gian trong quá khứ. Do đó đây sẽ dùng cấu trúc câu hỏi với trợ động từ trong quá khứ. Vì vậy đáp án sẽ là 2D. Where did you go after work yesterday? Mình sang câu số 3 nha các em. Để làm được câu này, các em lưu ý chúng ta có hai cấu trúc sau với lại động từ tell trong hiện tại và động từ told trong quá khứ. Yêu cầu ai làm gì hoặc là bảo ai làm gì sẽ là tell hoặc là told đi với lại đối tượng đó và động từ thêm to. Yêu cầu ai không làm gì bảo ai không làm gì sẽ là tell hoặc là told đi với lại đối tượng đó, not và động từ thêm to. Như vậy theo công thức này, đáp án câu số 3 mình sẽ chọn là 3A. The nurse told Hoa to return to the waiting room. Cô y tá bảo Hoa quay trở về phòng chờ. Nào mình cùng tiếp tục với câu số 4. She looks tired. Cô ấy trông có vẻ mệt mỏi, như vậy để hỏi về sức khỏe của cô ấy, mình sẽ hỏi What's the matter with her? Hỏi về vấn đề sức khỏe của cô ấy. Câu số 5 thì sao đây các em? Các em sẽ chọn đáp án nào? Chúng ta cùng xem qua các động từ này nha. Weighed, measured, took và lengthened. Ở trong đây động từ lengthened này là kéo dài. Và trên câu đề của câu số 5 chúng ta thấy từ cuối cùng là fence. Fence này đây là hàng rào. Vậy câu này có nghĩa là chúng tôi đo từ phía sau nhà đến hàng rào. Như vậy ở đây động từ đo đạc sẽ là measure, 5B. Kế tiếp trong câu 6 này, để kết hợp hai câu cùng mang ý khẳng định, ta sẽ dùng so hoặc là to. Tuy nhiên nếu mình dùng to thì sẽ đặt to ở cuối câu sau dấu phẩy. Vì vậy ở vị trí này ta chỉ có thể dùng so. 6B. Hoa likes spinach and cucumbers, and so does her aunt. Nào mình cùng sang câu tiếp theo. Trong câu số 7 này chúng ta lưu ý thấy từ but. But ở đây là mang ý nghĩa là nhưng. Và cũng chính từ but này gợi cho chúng ta biết được là vế sau sẽ có nghĩa trái ngược với lại vế trước. Vậy mình cùng xem vế đầu tiên nha. I ate some spinach. Tôi đã ăn một ít cải bó xôi. But, nhưng mà, mom and dad, ba và mẹ tôi, thì không. Như vậy ở đây mình sẽ dùng trợ động từ phủ định trong quá khứ. 7D, didn't. Câu số 8 thì như thế nào đây các em? Để kết hợp hai câu cùng mang ý phủ định, ta sẽ dùng either hoặc là neither. I didn't like this film. Tôi không thích bộ phim này. Ở đây để kết hợp hai câu phủ định, ta sẽ dùng either hoặc là neither. Tuy nhiên, ở đây ta sẽ loại đáp án either, vì either thì phải đi với lại trợ động từ phủ định. Vì vậy, ở đây đáp án chính xác nhất sẽ là
See, neither did we. Và câu cuối cùng của phần 1 La Mã này, chúng ta cùng xem nha. Chỗ trống này mình sẽ điền cụm từ nào cho phù hợp. Good health is one of in a person's life. Sức khỏe tốt là một trong những điều quý giá nhất, điều tốt nhất trong cuộc sống của mỗi người. Như vậy, chúng ta có one of, một trong những, thì things này phải có S. Và ở đây, điều tốt nhất sẽ là the best things, 9B. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần đầu tiên, phần trắc nghiệm. Như vậy trong phần này các em đúng được bao nhiêu câu? Bạn nào còn chưa chính xác ở những câu nào thì mình cần lưu ý xem lại nhé. Nào bây giờ mình cùng qua dạng bài tập quen thuộc tiếp theo. Đó là dùng dạng đúng của từ. Câu số 1 nha các em. Trong câu 1 này mình thấy từ trong ngoặc là pain. Pain ở đây là danh từ, mà ý nghĩa là cơn đau hoặc là sự đau đớn. Và chúng ta có tính từ tương ứng là painful, là đau. Như vậy câu số 1 này, câu hỏi số 1 này mang nghĩa cái lưng của bạn vẫn còn đau phải không? Vậy chỗ trống này ta sẽ dùng tính từ painful. Is your back still painful? Rồi, các em cũng viết hai từ này vào tập nha. Các em viết hai từ này vào tập. Pain và painful. Câu số 2 thế nào đây kìa? They looked poor and... Chỗ trống này chúng ta sẽ điền từ nào, sẽ thay đổi dạng từ như thế nào cho phù hợp. Họ trông có vẻ nghèo và không khỏe mạnh. Unhealthy. How about number 3? Câu số 3. Để làm được câu số 3 này thì các em nhớ ta có cụm từ sau, đó là be scared of, đi với lại verb in, động từ thêm in. Be scared of ở đây mang ý nghĩa là sợ. Chúng tôi sợ nghe chuyện ma, những câu chuyện ma. Theo công thức này sẽ là hearing. We are scared of hearing the ghost stories. Now let's continue with number 4. Câu số 4. Tôi có một cuộc hẹn với bác sĩ vào lúc 5 giờ chiều. Như vậy ở đây, I have an appointment with my doctor at 5 p.m. Rồi, các em cũng viết cái khung be scared of đi với động từ thêm in này vào nha. Cô nhắc lại các em viết pain, painful và be scared of plus verb in vào tập. Chúng ta tiếp tục với câu số 5 nhé. Câu số 5, động từ trong hoặc là weigh, cân. Như vậy ở đây ta sẽ chuyển thành danh từ weight. The weight of the coat made it uncomfortable to wear. Trọng lượng của cái áo khoác làm cho nó không thoải mái để mặc. Danh từ weight. Câu kế tiếp các em sẽ làm như thế nào đây? Trong ngoặc là danh từ dirt. Mình sẽ chuyển thành tính từ dirty. Everything in the room was very dirty. Mọi thứ trong căn phòng rất dơ. Tiếp theo, trong ngoặc ta có động từ select, lựa chọn. Như vậy ở đây sẽ chuyển thành sự lựa chọn. There was a wide selection of vegetables on display. Câu số 8.
Chúng ta không nên ăn quá nhiều thức ăn chứa nhiều chất béo. We shouldn't eat too much fatty food. Fatty food, thức ăn chứa nhiều chất béo. Và câu cuối cùng của vần hai La Mã này, ta lưu ý có từ chỉ thời gian last night trong quá khứ, vì vậy động từ meet sẽ được chuyển thành met, tương ứng với thị quá khứ. I met them at the movie theater last night. Như vậy chúng ta vừa ôn xong loại bài tập dùng dạng đúng cú từ để hoàn thành câu. Nào bây giờ mình cùng sang bài tập tiếp theo nha các em. Đó là viết câu không đổi nghĩa. Câu đầu tiên, my tooth hurts. Răng của tôi bị đau. Răng của tôi đau. Như vậy mình sẽ có 3 cách để viết lại câu này. Cách thứ nhất cô gợi ý mình dùng tính từ painful hồi nãy mình mới vừa học. Sẽ đổi thành như thế nào đây? My tooth is painful. Cách thứ hai rất quen thuộc với các em. My tooth hurts, or we can say I have a toothache. I have a toothache. Và cách thứ ba mình sẽ dùng danh từ pain, cơn đau, tôi có một cơn đau ở răng. I have a pain in my tooth. Trong câu tiếp theo này, ta nhớ chúng ta có cấu trúc don't forget đi với lại động từ thêm to, mang nghĩa kêu ai đừng quên làm gì. Và nó sẽ đồng nghĩa với lại remember đi với lại động từ thêm to, nhắc ai hãy nhớ làm gì. Như vậy ở đây, don't forget to wash your clothes. Đừng quên giặt đồ của bạn. Sẽ là mình sẽ chuyển thành remember to wash your clothes. Nào mình cùng xem câu số 3. Mary's mother sent a letter to her last week. Mẹ của Mary gửi một lá thư cho cô ấy vào tuần trước. Như vậy mình viết lại sẽ là Mary nhận một lá thư từ mẹ của cô ấy tuần trước. Ta có động từ gửi là sent trong quá khứ và động từ nhận trong quá khứ sẽ là received. Mary received a letter from her mother last week. The next sentence is very easy. Câu tiếp theo rất dễ. What's the matter with you? Or we can say, what's wrong with you? Nào mình cùng tiếp tục với câu số 5. My sister and I are interested in music. Chị tôi và tôi thích âm nhạc. Như vậy mình sẽ viết lại bằng cách nào đây? Ở đây kết hợp hai câu cùng mang ý khẳng định, ta sẽ dùng so hoặc là to. Tôi thích âm nhạc và chị tôi cũng vậy. Vậy cách đầu tiên cô sẽ dùng to nha. Tôi thích âm nhạc, I like music. Và chị tôi cũng vậy, and my sister does too. Cách đầu tiên dùng to. Cách thứ hai ta sẽ dùng so. Và chúng ta nhớ nếu dùng so thì mình phải đảo ngữ. I like music and so does my sister. Chúng ta phải đảo ngữ.
Và câu cuối cùng của phần ba la mã này, các em sẽ viết như thế nào? Mình cùng xem nhé. Peter is not a singer. His brother is not a singer. Peter không phải là ca sĩ và em của anh ấy cũng không phải là ca sĩ. Như vậy, ở đây nói hai câu cùng mang ý phủ định, ta sẽ dùng either hoặc là neither. Câu đầu tiên của sẽ dùng either. Peter is not a singer and his brother isn't either. Ta dùng either, ta sẽ đặt either ở cuối câu và động từ sẽ để ở dạng phủ định, bởi vì đây là động từ to be nên mình giữ lại to be và để nó ở dạng phủ định. Cách thứ hai, cô không dùng either, cô sẽ dùng neither. Các em nhớ dùng neither thì mình phải đảo ngữ. Peter is not a singer and neither is his brother. Ở đây chúng ta dùng neither thì chúng ta phải đảo ngữ. Đồng thời nếu dùng neither thì động từ trong câu phải để ở dạng khẳng định. Rồi, trước khi sang nhận bài tập cuối cùng trong buổi ôn tập hôm nay, cô nhắc lại trong phần bài tập biến đổi câu này, các em có gì sai sót hoặc là cần lưu ý gì thì mình nhớ ghi chú lại. Và bây giờ các em cùng rèn luyện với dạng bài tập cuối cùng nhé, xếp từ thành câu. Nào, mình cùng nhìn vào câu đầu tiên. Các em sẽ sắp xếp như thế nào đây? Mình cùng sửa nha. Cô cung cấp đáp án các em dò xem mình đã làm đúng hay sai. The dentist looked at his teeth and told him not to worry. Gia sĩ nhìn vào răng của anh ấy và bảo anh ấy đừng lo lắng. Tiếp theo, câu số 2 này chúng ta thấy dấu câu là dấu chấm hỏi. Như vậy, động từ to be sẽ được đưa lên đầu câu. Are you scared of seeing the doctor? Bạn có sợ phải gặp bác sĩ không? Câu số 3 nào các em. Cũng tương tự như câu trên, dấu câu vẫn là dấu chấm hỏi. Như vậy ở đây mình sẽ đưa trợ động từ did lên đầu câu. Vậy các em thử xếp xem nào. Did your mom write a sick note for you? Mẹ của bạn đã viết giấy phép xin nghỉ học cho bạn đúng không? Ba câu tiếp theo nhé. Câu số 4. Cải bó xôi thì tốt cho bạn nhưng bạn phải rửa nó một cách cẩn thận. Spinach is good for you, but you must wash it carefully. How about number 5? Câu số 5 thì sao đây? Hoa không thể ngửi được mùi sầu riêng và gì của cô ấy cũng vậy. Hoa can't smell the durians and neither can her aunt.
And the last sentence in the lesson today. The last sentence in the lesson today. Câu cuối cùng trong bài học ngày hôm nay. The doctor gave Ba some medicines to make him feel better. Bác sĩ đưa cho Ba vài viên thuốc để giúp cho anh ấy cảm thấy tốt hơn, cảm thấy khỏe hơn. Như vậy là chúng ta đã học xong 3 bài từ bài 10 đến bài 12. Đồng thời chúng ta cũng đã làm các bài ôn tập, những bài tập để ôn lại các kiến thức đã học. Như vậy các em nhớ xem lại các cấu trúc từ vựng mình đã được học trong những bài này, đồng thời xem lại các dạng bài tập mình đã làm nhé.